Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 80. Ú đa canh hí ná dàn tí nét tí ca ú xú ca ra ná má dành tí tê chá năng đa rùm ná má dành tí tắc chá ca áp ta năng đá má dành tí phan đi ta ú đá cần hí ná dành tí nét tí ca ú xú ca ra ná má dành tí tê chá năng đa rung ná má dành tí tắc chá ca át ta năng đá má dành tí phan đi ta ú đá canh hí ná dành tí nét tí ca ú xú ca ra ná má dành tí tê chá năng đa rùm ná má danh tí tắc chá ca áp ta năng đá má danh tí phan đi ta người trị thủy dẫn nước kẻ làm tên nắng tên người thợ mộc uống gỗ bậc trí nhiếp tự thân bản dịch của hòa thượng Minh Châu đào mương nhẫn nước khéo thai mũi tên công hoại uống ngay chẳng phiền gỗ quên thợ mộc đẽo liền khiển tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cộng dân đã ôn bài xong. Kính mời bàn tay của cô tu nữ Tự Duyên và mời Sittina và có thấy bàn tay Sittina mời Sittina. Con kính đảnh lễ ba mươi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô thư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 80. U-đa-khan-hi-na-yan-thi-net-thi-ca U-su-ka-ra-na-ma-yan-thi-te-cha-nang-da-rung-na-ma-yan-thi-tat-cha-ca At-ta-nang-da-ma-yan-thi-pan-di-ta Người trị thủy dẫn nước kẻ làm tên nắng tên người thợ mộc uống gỗ bậc trí nhiếp tự thân Udakhanhi nayanti netti ka usukara namanyanti te janang darum namayanti tatcha ka antanang dhamma yanti pandita Udakhanhi nayanti netti ka usukara namanyanti te janang Đàm nam ma dành thi tất cha ca anh ta năng đa mà dành thi phân đi ta đào mương vận nước kéo thai mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền bộ bên thợ mộc đẻo liền khiển tà thành chánh chính hiền nhất tâm của hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa-thu-sa-thu lành thầy tì nặng. Nam-mô-put-tha-ya, Nam-mô-tham-ma-ya, Nam-mô-sang-kha-ya, Kinh đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kinh đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, Kinh đại lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 80. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. U-đa-can-hi-na-yan-ti-ne-ti-ka Usukara namayanti te chanang Darun namayanti takcaka Attanang namayanti pandita
Uda kanhi nayanti netika usukara namayanti techanang daruna mayanti takjaka attanang namayanti pandita Uda kanhi nayanti netika usukara namayanti techanang daruna mayanti takjaka attanang namayanti pandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc bốn gỗ, bậc trí nhiếp thân. Bản phổ thơ của ngài, bản dịch của ngài Minh Châu. Đảo mương dẫn nước khéo thay, mũi tên cong vậy uốn ngay chẳng phiền. Gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh. Trí hiền nhiếp tâm, bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Bụt-tha-ya, con xin được xuống mic. À, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên tiếp. Dạ, sư thú lần thay. Dạ, cảm ơn huynh có thành á. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính tôn kính đại thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào. Cảm ơn Ngọc Quỳnh, Quang Thanh đã cho biết nhớ rõ. Dạ, kính bác Thanh á. Bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 8. Ta canh hi na yan ti ne ti ka ra na ma yan ti te cha da rum na ma yan ti tat cha ka atta yan ti ban di ta uda kanh hi na yan ti net ti ka usama yan ti te cha nang darung namai lak cha ka ata nang dhamma yanti bandita udakkhanhi na yanti netika sukha nama yanti te chanang nama yanti tacchaka ata nang dhamma yanti bandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc người thợ nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tượng thân. Phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên vậy uống ngay chẳng phiền. Gỗ bên thợ mộc đẽo liền, khiển tà thành thánh. Trí hiền nhiếp tâm, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, à, tôi đã đọc. Dạ, bây giờ mới thấy tín hiệu của Rạng Đông vô. Dạ, Rạng Đông có nghe âm thanh của Tự Yên không? Dạ, kính mời Rạng Đông. Sa thú cô tu nữ Tự Yên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh,
Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 80. U đa cầm hi na dầm tí nét tí cà, u su cà rà, na ma dầm tí tề cha nằng, đà rùm na ma dầm tí tắc cha cà, á tà nằng na ma dầm tí bằng đi tà. U đa cầm hi na dầm tí nét tí cà, u su cà rà, na ma dầm tí tề cha nằng, đà rùm na ma dầm tí tắc cha cà, á tà nằng đà ma dầm tí bằng tí tà. U đa cầm hi na dầm tí nét tí cà, u su cà rà na ma dầm tí tề cha nằng, đà rùm na ma dầm tí tắc cha cà, á tà nằng đà ma dầm tí bằng tí tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. U đa cầm hi na dầm tí nét tí cà, u su cà ra na mầm, na ma dầm tí tề cha nằng, đà rùm na ma dầm tí tắc cha cà, á tà nằng na ma dầm tí bằng đi tà. Đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công dạy uống ngay chẳng phiền. Gỗ dên thợ mộc đẽo liền, khiển tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Dư Đức. Kính mời di kế tiếp, đồng xin xuống mất ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Xích Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật bình kính chào đạo tràng và cảm ơn Rạng Đông. Quang Thanh ơi, Quang Thanh thử mít không? Alo, Quang Thanh ơi, Quang Thanh có thử mít không? Rồi, nay không có, không nghe được nữa rồi. Quang Thanh ơi, Quang Thanh có thử mít không? Nhật bình kính mời bàn tay. Alo, Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Có cầm mic thử không? Cho Nhật Bình một tín hiệu à. Vậy là không cầm mic được phải không? Mời thử đi nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng chư tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Đức. Và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 80. Cảm ơn chú Phát Thà Lá đã phát bài. Uda cành hi na yàn ti ne ti ca u su ca ra na ma ran ti be cha nang da rung na ma ran ti tak tak ti tak tak cha ca atta nang da ma ran ti ban di ta. Uda cành hi na ran ti ne tì ca u su ca ra na ma rằn tì tê chăng rằn tì tê cha năng đà rung na ma rằn tì tách cha ca hạt tà năng đà ma rằn tì văn tì ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đó là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn của Hòa Thượng Giới Đức là đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên công
vậy uốn ngay chẳng phiền, gỗ vênh thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Đó là của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ con đã đọc xong và kệ xong ạ. Con xin cảm ơn chú Quát Thân Á đó. Quát bài ạ. Dạ, sa thủ lành thai kính cảm ơn Chích Văn Thành. Nam Mô Bức Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà, quý cô, phụ nữ. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Quang Thanh. Và Nhục Bình một tín hiệu. Nam Mô Bức Tha Giá, Nhục Bình mến chào Sức Cơ Thị Phú. À, có Phật Thượng cũng có ôn bài không? Cho Nhục Bình một nghìn. Nhục Bình một tín hiệu, Nhục Bình nhượng bích ạ. Alo, alo, thì mời tôi chị cúng nha. Lâu lâu vào đầu tràng mà tôi cúng ông bà nha. Ồ, không ạ, rồi không thôi. Dạ, con xin được ông bà câu có quốc kinh số 80 ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bác Thành Á. Udakan hina yanti natika usukara mana yanti te chanang darum mana yanti tacha atanang dhamma yanti bandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc cuốn gỗ bậc trí nhiếp tự thân. Và đây là bản kiểu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Uda kanhi na yante na tika usukara mana yanti te chanang darum mana yanti tatchaka atananda mana yanti mandita. Đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền, gỗ quên thợ mộc đẹo liền, khiến tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Kệ Đức đã từ bi hoan hỷ ông bài Pháp Quốc Kinh số 80. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á của tu nữ Tệ Duyên, Thích Trạng Đông, Thích Văn Thanh và Tina đã hoan hỷ ông bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mở câu của Quốc Kinh số 81. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á đã cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lầm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới vừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri vẹn toàn.
Nam mô Bụt Thầy Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu Phật Quốc kinh số 81. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dân bích đến sư. Ồ mưa to quá hả? Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Mưa to quá mà sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, Rạng Đông ơi chắc giùm đến. Coi sư có nghe được không Rạng Đông ơi? Dạ con kính dân mít đến thư sư, sư thử thử mít hay bạch sư. Sa thú lần thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Mưa rất là to, hơi ồn, không biết quý vị nghe có rõ không? Alo, 1, 2, 3. Alo. Dạ, sư rất nét rồi quý vị ơi. Nhà mưa quá, nhà mà cái đường nét nó như thế nào nên là sư không thấy được nghe những dòng chát ở trong rừng. Dạ, cảm ơn Răng Đông, nhà Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh phải cầm mic một chút xíu, em sư có vào thì sư còn nghe được, sư còn thấy chứ không là sư lại chạy ra. Dạ, kính chào Xuân Lan, kính chào Hoa Sen, kính chào người phương Nam. Và kính chào thường nghe với bao đạo tràng. Dạ, vì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay Đặng Đông đi. Đặng Đông cầm mít chút xíu đi, khi nào chưa vô thì Đặng Đông nhượng mít. Dạ, mời Đặng Đông, cảm ơn Đặng Đông rất nhiều. Đừng cố bằng biết cười. Samudayam Ariya Satcham Yayam Tanha Puno Bhavika Nandiraga Sahagata Siyatidan kama tanha bhava tanha vibhava tanha itam ko pana bhikkhave. Nirodham Ariya Satcham Yotasayeva Tanhaya Asesa Viraga Nirodho Chago
వాటిని సకు ముత్తి అనాలయో ఇదం కోపన భిక్ఖవే దుఃఖ నిరోధగామిని పటిపదా హరియ సచ్చం అయమేవ అరియో అట్టంగికో మగ్గో శ్రీయతీదం Giá tha đây là một cái từ so sánh giống như ví như
từ thứ ba Ekakkhano. Ekakkhano ở đây đó, nếu mà mình tách nó ra thì là Eka cộng với là Khana, chia theo chủ cách. Đó, Delo ở trước. Eka là một, Khana đó là khối, là đóng. Ekakkhano là một khối, hay là một đóng mà nó đông đặc lại. À, thành ra đó là nguyên cả một cái cụm từ này, Celo Ekakkhano đó. À, dịch đó là một khối đá hay là một tảng đá. À, đoạn thứ hai. Đoạn thứ nguyên cả cái Celo Ekakkhano đó, thì nguyên cả cái nhóm vậy đó, chữ xê lá đó nó có nghĩa là đá thôi. Celo Ekakkhano đó thì mới là một khối đá hay là một tảng đá. Rồi cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên qua tên á là qua tá, mà chia theo cách thứ ba. Qua tá có nghĩa là gió. Qua tá là gió. Từ thứ hai ná là một phủ định từ, có nghĩa là không. Từ thứ ba samirati. Samirati đây là động từ ngôi thứ ba số ít. Samirati ở đây mình lấy theo nghĩa thụ động. Samirati có nghĩa là thổi. Gió thì thổi, thì thành ra ở đây mình dịch là bị thổi. Bị thổi, ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch ra là lay động. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên e quăng, trên giá tha ví như thì là e quăng, giống vậy, như vậy hay là giống vậy. Từ thứ hai ninda phát sang xa su. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra nên nên của ninda phát sang xa su hả? Chúng ta tách ra ninda cộng với là phát sang xa. Ninda cộng với là phát sang xa. Ninda đó thì có cái nghĩa đó là mình có học một cái câu pháp cú rồi đó, sư thú vị. Ở trong đó một cái câu đó là Natthi Loke Anindittum, là không có ai ở trên đời này mà không có bị chê cả. Đó thì thành ra đó là Ninda ở đây đó là sự chê bai. Rồi phát sang xa su là phát sang xa, mà chia theo cách thứ bảy số nhiều. Phát sang xa, cách thứ bảy số nhiều đó thì mình thêm một cái trạng từ là giữa. Phát sang xa có nghĩa là sự khen ngợi. Vậy thì nguyên cả một cái cụm từ ninda phát sang xa su đó, mình dịch đó là giữa sự khen và chê. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư có ba từ. Từ đầu tiên ná, đây là một phủ định từ có nghĩa là không. Từ thứ hai sa min chan ti là sa min cha ti. Động từ nguyên mẫu của nó là sa min cha ti. Sa min chan ti là chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều là chữ Pandita đó. Pandita là nguyên, là vị ngữ nam tánh, vị ngữ á, mà chia theo số chủ cách số nhiều là thành ra Pandita a là số nhiều, thì thành ra động từ cũng là số nhiều. Sa min cha ti có nghĩa là khi mà chúng tôi lấy nghĩa cho quý vị đó là chúng tôi đưa về nguyên ngữ.
Danh từ thì chúng tôi cũng đưa về đó là danh từ vị ngữ á, ý, ú gì đó, chưa có chia. Động từ cũng vậy. Sa minh cha tí có nghĩa là cử động nè, dời đi. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là dao động. Cử động, dao động, dời đi. Từ cuối cùng Pandita là các bậc thiện trí. Các bậc thiện trí. Xin lỗi quý vị, cái động từ sa minh cha chắc tí đó mình cũng dịch theo cái nghĩa là thụ động, là bị cử động, bị dời đi, bị dao động. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Tha giống như celoe kakano, một tảng đá hay là một khối đá. Na không sa mi rati, bị thổi qua tê na bởi gió. Đó. Mình dịch thụ động là như vậy. Khi mình có thể dịch ngược lại đó là giống như một khối đá hay là một tảng đá không bị gió thổi. Không bị thổi bởi gió thì là mình dịch ngược lại không bị gió thổi. Rồi, đoạn thứ 3 và 4. Ê quăng cũng vậy. Pandita các bậc thiện trí. Na không sa minh chàm tí. Bị dao động. Các bậc thiện trí đó là bị dao động hay là chao động. Ninda pasang sa su, giữa những lời khen chê. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 81. Kính tri ân cô Rạng Đông đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 81. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Svakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Namathuratanattayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Quốc Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ trời hết mưa rồi, chắc quý vị nghe ok rồi, không có bị ảnh hưởng lắm rồi. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 81. Câu kệ này nằm trong phẩm Pandita Quắc Đá, là phẩm thiện trí thức. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến tôn giả Lạc Quân Ta Ca Phát Đi Giá. Lá cun ta cá đó có nghĩa là lùn thấp,
Phát Đi Giá là cái họ. Người ở Ấn Độ hồi xưa đó, người ta xưng hô với nhau, người ta xưng cái họ. Giống như Đức Phật của mình đó, là Đức Phật Gautama đó, thì Gautama cũng là cái họ. Thì tôn giả này đó, cũng họ là Phát Đi Giá. Nhưng mà Ngài có cái tướng trạng hơi thấp, hơi lùn á. Và để cho dễ nhận ra, dễ biết, thành ra đó là người ta mới thêm vô cái chữ Lakuntaka Phát Đi Giá. Quý vị có biết nhớ các cái thông tin về tôn giả Phát Đi Giá này không? Tôn giả Lakuntaka Phát Đi Giá này là thuộc nhóm đại đệ tử của Đức Thế Tôn đó, xin thưa quý vị. Ngài có một cái biệt hạnh, đó là đệ nhất về giọng nói dịu ngọt. Cái giọng nói của Ngài rất là dịu ngọt, rất là êm ái, rất là dễ nghe. Ngài cũng giống như bao nhiêu nam tử khác, là đến với đạo Phật này nè, cũng tình cờ gặp một cái nhân duyên nào đó, rồi khởi lên cái tâm tịnh tính quan hỷ, cho nên mới xuất gia. Và sau khi Ngài xuất gia với Đức Thế Tôn xong đó, xin thưa quý vị, một lần nọ Ngài thấy một cái người phụ nữ đi ngang qua, rồi cái người phụ nữ đó cười, mà không biết có phải là cười với Ngài hay là cười với người khác. Thì khi mà người phụ nữ cười, cái bắt đầu hàm răng nó, xin thưa quý vị, nó hở ra. Đó, thì Ngài thấy cái hàm răng, Ngài lấy đó làm đề mục. Và Ngài đã phát triển thiện quán, thành tựu đến bậc tam quả A-na-hàm. Rồi một thời gian sau, được tôn giả Xá Lợi Phất dạy cho Ngài về cái đề mục thân hành niệm Kaya-gata-sti. Qua đề mục thân hành niệm này, Ngài cũng đã phát triển thiền quán, rồi chứng lên A-la-hán, lục thông, tứ tuệ phân tích luôn đó. Và một thời gian sau, được Đức Thế Tôn Ngài ban cho một cái biệt hạnh, đó là tỳ kheo đệ nhất về giọng nói dịu. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, mặc dù Ngài đó có cái biệt hạnh tốt đẹp vậy đó, rồi cái quả chứng của Ngài đó cũng rất là cao vậy đó, A-la-hán, lục thông, tứ tuệ phân tích, không phải là dễ đâu, xin thưa quý vị. Đây đó là xem như đó là ngang hàng với tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên đó, là A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích đó, là khó lắm, xin thưa quý vị. Nhưng mà vì Ngài thấp lùng, cho nên người ta mới gọi là Lakuntaka. Thấp lùng vậy đó, các vị tỳ kheo mà đây là phàm, các vị tỳ kheo rồi các vị sa di đó thấy Ngài nhỏ nhỏ thì cứ tưởng, cứ ngỡ Ngài là vị sa di hay là chú điệu, đại loại vậy. Và Ngài cũng dễ thương nữa, xin thưa quý vị. Thì thành ra đó là các cái vị tỳ kheo rồi là sa di này hay tới nựng niệu Ngài, nhéo má Ngài, rồi vuốt tóc Ngài, rồi là nhéo mũi nè, vỗ đầu, vỗ mông, đại loại vậy. Và xin thưa quý vị, khi mà Ngài, mình có thể nói đó là Ngài bị người ta trêu ghẹo, trêu chọc vậy đó, Ngài không có giận hờn, không có buồn phiền gì cả.
không có giận hờn, không có buồn phiền chi cả. Cái các vị tỳ kheo rồi vị sa di đó thấy mình cứ chọc vẹo hoài mà cái vị kia cũng trơ trơ bất động vậy đó, thì thành ra theo quý vị có nản không, không vui chút nào ha, không vui chút nào á. Bắt đầu đó là mới bàn tán xôn xao, nói các vị thấy đó, mình gặp tỳ kheo phát đi giá luôn lắp quân ta cá phát đi giá đó, chọc ghẹo nè, như vậy 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 đó. À, mà tỳ kheo lắp quân ta cá phát đi giá đó không có buồn phiền, không có vui, rồi cũng không có chi 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 cả. Thì xin thưa quý vị, khi đó đó cái câu chuyện bàn tán xôn xao này đã lọt vào thiên nhĩ của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài mới đến, ngài hỏi này các tỳ kheo, các vị đang thảo luận bàn bạc về cái chuyện gì đó. Thì bắt đầu đó là các cái vị tỳ kheo cùng với các cái vị sa di đang bàn tán xôn xao về cái câu chuyện của tỳ kheo Lakuntakapatiya này nè. Mới bạch lên ngài nè, bạch ngài, chúng con đang thảo luận về cái gì thì kheo đó, như vậy 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 đó. Thì nghe chư tăng trình bày xong, Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng ngài nói đúng vậy. Này các tỳ kheo, các bậc lậu tận đó thì không bao giờ nóng nảy giận hờn giống như cái tảng đá cứng, tảng đá đặc ruột nằm yên không có lay động. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ Selo yatha e kakkhano wa te na na mi rati e wang ninda pa sangsasu na sa min chan tippandita. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Đâu rồi? À đây. Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Hôm nay quý vị không có đưa lên cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức ha. À rồi đây 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 đây. Yeah. Có cô Rạng Đông mới đưa lên. Ngài Tâm Cao đó thì dịch là ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tám hướng để gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay không làm chao động đôi mày trí nhân. Rồi ngài Hòa thượng Pháp Minh thì dịch là ví như đá núi Tây Đình, dông nào lay chuyển rung rinh bao giờ, tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc lặng lờ như không. Và rồi cái bản dịch tiếng Việt văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là bốn phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy, dựa trên cái gợi ý của duyên sự. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này, để rồi chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Thì từ đó một lúc nào đó, một ngày nào đó, một kiếp nào đó, hồi đủ duyên lắm, thì cái tâm của mình nó cũng bất động trơ trơ giống như tôn giả trưởng lão Lakuntaka Phát Đi Giá vậy. Xin thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết xong cái câu kệ này đó, thì có rất là nhiều các cái vị tỳ kheo đã nếm được hương vị Pháp. Thì ước mong đó là qua cái câu kệ này, chúng tôi cùng bà con chư Phật tử chúng ta cũng nếm được, nếu mà nói nếm được thì chắc cũng hơi khó, có thể là hửi cái mùi, hửi cái mùi canh đấy xin thú vị. Mình không nếm được vị canh thì mình cũng có thể là ngửi được cái mùi canh. Rồi đó là cái nhân, cái duyên mình gieo để các đời sau kiếp khác đó
mình có cái cơ hội, có duyên lành để được nếm hương vị pháp, được nếm hương vị cảnh. Câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy: Se lo yatha e các thà no va te na na mi rati. Giống như đá, một cái khối bị gió nó thổi, không bị gió thổi. Thì ở đây đó chúng ta hiểu cái câu kệ này, Đức Thế Tôn ngài đưa ra một cái hình ảnh, ngài ví dụ. Đó thì cái khối đá hay là cái tảng đá đó đó, mình có thể hiểu rộng nó ra, hiểu theo nhiều cách. Là có thể đó là một cái cột trụ này, một cái cột trụ mà y cứ xuống lòng đất, thì lúc đó đó gió nó cũng không có thổi được. Hoặc là gì? Một cái núi đá to to hơn tí đó xin quý vị, một cái núi đá thì gió nó cũng không có thể thổi, nó không có thể làm cho lung lay chuyển động được, không có lung lay chuyển động được. Tại sao xin thú gì? Là bởi vì cái tảng đá, cái khối đá, cái núi đá, cái cột trụ đó đó, nó kiên cố quá, nó vững chắc quá, nó vững mạnh quá, thành ra đó là gì? Giống ba bão táp đó, không có làm cho nó suy nhê được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi mà nói về cái tảng đá, nói về cột trụ này, hay là nói về núi đá đó, thì mình nói theo nghĩa đen. Và khi đó đó, gió thổi thì cũng gió thổi theo nghĩa đen. Thì theo quý vị đó, gió nghĩa đen nó thổi có mấy hướng, nó thổi được mấy hướng? Chừng dài hướng à. Dạ, nó thổi chừng dài hướng à. Nhiều lắm đó là chừng 4 hướng. Nhưng mà chúng tôi để ý đó thì hình như chắc không tới. Đó là theo cái nghĩa đen. Thì từ cái hình ảnh của cái tảng đá đó, của cái núi đá đó, của cái cột trụ y cứ lòng đất kiên cố đó, Đức Thế Tôn ngài mới liên tưởng đến cái tâm của mình. Ê quăng ninh đà bát sằng xà xú nã xa mình chàng thị bàn đi ta. Cũng vậy, bậc thiện trí, các bậc thiện trí không có bị dao động bởi sao động giữa những lời khen và chê. Vậy thì ở cái đoạn thứ hai này, cái hai câu đầu đó, đây là một cái hình ảnh đưa ra. Và cái hình ảnh này đó thì chúng tôi nghĩ chúng ta ai cũng có thể thấy được, hiểu được. Thành ra đó là chúng ta nên đào sâu ở hai cái đoạn sau thôi. Đó là các cái bậc thiện trí thức đó. Thì không có bị dao động, sao động giữa những lời khen và chê. Giữa những lời khen và chê. Thì lời khen và chê ở đây đó, chúng ta hiểu đây chính là những cái ngọn gió đời. Thành ra lời khen và chê ở đây mình hiểu rộng ra đó là tám ngọn gió đời. Chứ không có phải chỉ có khen và chê không thôi, xin thưa quý vị. Vậy thì tám ngọn gió đời này nè, xin thưa quý vị, đây là tám cái luồng, tám cái ngọn gió lẫn, tức là gió nó thổi tám hướng, mười phương lẫn. Thổi dưới lên trên, thổi trên xuống dưới nè, thổi ngang, thổi dọc, thổi loằng ngoằng luôn. Thì gió này đó là gió theo cái nghĩa bóng. Gió nè mới khó tránh được. Vậy thì làm sao đó để tránh được cái loại gió này xin thú vị? Tránh được cái loại gió đời. Thì xin thú vị mình phải trở thành bậc thiện trí thức như tao kể này nè. Na sa minh chàm thi pan đi đá. Các bậc thiện trí đó thì không có bị cao động, dao động. Ninda ba sang sa su giữa lời khen và chê hay là giữa những cái ngọn gió này. Vậy thì thứ nhất, chữ Pandita ở đây đã ám chỉ cho ngài Lakuntaka Pattiya, mà ngài Lakuntaka Pattiya đó là bậc
Thánh Tứ Tuệ phân tích. Nói gọn là vậy đó. Còn mà nói cho nó đầy đủ, bậc Thánh A-la-hán lục thông Tứ Tuệ phân tích. Với Ngài đó, thì tám ngọn gió đời không có làm cho Ngài chao mày được, không có làm cho Ngài chao mày được. Không có si nhê, không có làm cho Ngài phải sao xuyến, chao đảo, rung động. Vậy thì làm sao đó để trở thành Ngài được, xin thú vị? Làm sao đó để thành tựu được các cái pháp tính giống như Ngài? Như khi nãy duyên sự chúng tôi trình bày cho quý vị đó, thì là để trở thành A-la-hán lục thông tứ tuệ phân tích nè, Ngài đi tu theo Đức Phật, được sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì khi mà đi tu theo Đức Phật là đi theo Ngài nè, rồi học hỏi theo những lời Ngài dạy. Từ chỗ học hỏi theo những lời Ngài dạy đó đó, có bắt đầu tình cờ một lần Ngài thấy một cái phụ nữ cười, lộ ra hàm răng. Ngài lấy hàm răng đó đó, Ngài làm cái đề mục. Thì hàm răng đó, xin thú vị, là đề mục loại nào? Xin thưa quý vị, đó là ở trong 32 thể trước, tóc, lông, móng, răng, da, niệm quán tưởng về 32 thể trước. Thì ở đây đó, Ngài quán tưởng về thể trược răng, tóc, lông, móng, răng, da. Ngài quán tưởng cái đề mục đó. Thì xin, dĩ nhiên ha, muốn quán tưởng cái đề mục này thì xin thưa quý vị đó ha, cái đề mục này do Đức Phật Ngài dạy. Thì thành ra đó là muốn quán tưởng cái đề mục này thì cũng phải học cái cách. Cái cách này cũng do Ngài dạy đó, và được ghi lại ở trong kinh sách. Thì bây giờ đó mình gặp Phật nữa, Ngài không có xuất hiện trước mặt mình để Ngài dạy cho mình này cái nọ. Thì giờ mình đọc kinh sách. Kinh sách là lời dạy của Ngài. Học đọc kinh sách. Như chúng ta lên các cái room Phật Pháp này, chúng ta sinh hoạt nữa, đây là chúng ta đang học lời của Ngài. Nhưng mà học gián tiếp chứ không phải học trực tiếp. Quý vị nghe chúng tôi trình bày về lời dạy của Ngài đây nè, thì là quý vị đang học lời dạy của Ngài mà gián tiếp, tức là qua chúng tôi rồi, chứ không phải là trực tiếp tôi nói Ngài. Thì thành ra đó là gián tiếp đó, thì nó không có hay bằng trực tiếp. Là vì gián tiếp đó, có thể là đã có thêm mắm dặm muối trọng rồi, do đó nó loãng đi cái chắc. Thì từ cái chỗ đó đó, mà bản thân của mỗi người chúng ta khi học gián tiếp lời dạy của Đức Phật dạy đó, thì mình phải có cái khả năng đối chiếu so sánh, có cái khả năng phân tích chứng minh để thấy được cái tính hợp lý, xác định được đó là lời của Phật hay là lời của ông sư ông thầy đó giảng. Mình phải có cái khả năng này hay sao thú vị ha. Thì sau khi đó mà mình đã nắm rõ được phương pháp cách thức vậy, thì bây giờ mình thực hành theo. Niệm cái đề mục ở đây là răng thôi, còn đó mình học, mình biết được nhiều cái đề mục khác. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, gan, thủy, thận, cách, mô, lá, nách, phổi, ruột màng, ruột gì đó, vân vân, nhiều thứ đó. Mình có thể quán, có thể suy quán một thứ nào đó cũng được, hoặc là tất cả các thứ đó. Mình phải tập, xin thú vị, mình phải tập tu từ cái đề mục này qua cái đề mục khác, để từ cái chỗ đó đó bản thân của mình đó, cảm nhận được khi mình tu cái đề mục này thấy tâm của mình nó thanh tịnh, tu cái đề mục kia đó, thấy tâm của mình nó không có thanh tịnh bằng. Tu cái đề mục này, thấy mình nó, xin thú vị, có những cái sự hoan hỷ mạnh mẽ. Tu những cái đề mục kia không có cái sự hoan hỷ mạnh mẽ. Thì xin thưa quý vị đó, chỉ có bản thân của mình mới cảm nhận được điều đó thôi, chứ còn người dạy người khác người ta cảm nhận được điều đó. Từ cái chỗ đó chúng ta mới thấy có một cái ân đức của Pháp Bảo, đó là tách tăng quê đi tắp bô nhú, tự bản thân của mình phải ngộ ra thôi,
đó là ngộ ra đó là mình phải tập dạy 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 đó. Đó, tập tu, tập suy niệm, tập chiêm nghiệm, tập suy gẫm, tập ngồi hoặc là tập đi, và có thể đó là nằm, để mà đi đứng nằm ngồi cả bốn quay nghi đó. Mình chiêm nghiệm lời dạy của Ngài để bản thân của mình phát hiện ra được khi mình chiêm nghiệm suy gẫm cái loại lời dạy nào của Ngài, thì mình cảm nhận được cái sự an lạc thật sự, an lạc nhiều, tâm mình yên tĩnh, bình an. Thì từ cái chỗ đó, cái bắt đầu đó là mình mới phát triển, mình mới tu tập, mình mới đi theo cái đề mục đó đó nhiều hơn. Cái đề mục đó đó xem như là một cái người bản thân của mình có thể bỏ trong túi của mình đó. Đi đâu mà quẩn quẩn đó, cái mình lấy người bạn đó ra chơi. Tức là gì? Đi đâu mà quẩn quẩn, người ta làm việc gì kệ người ta, mình chú tâm của mình vào trong cái đề mục đó. Như bà con chúng ta đó ha, mà thấy rằng nè, niệm Phật mình an lạc hạnh phúc đó, thì khi mà đi chung với người ta đang tám rồi này kia nọ, mình như là không có hay ho, không có tốt đẹp, thì mình an trú cái tâm của mình vào trong đề mục niệm Phật. Còn bà con chúng ta đó mà thấy mình rã tâm tư thì khiến cho mình đó là an lạc hạnh phúc bình an nè, không có sợ hãi chi cả. Thì lúc mà người ta tám, người ta làm này kia nọ đó, mình cái tâm của mình an trú vào trong cái đề mục tứ vô lượng tâm đó, thì khi đó tứ vô lượng tâm đó là thiện bạn hữu của mình đó, xin thưa quý vị. Mình chơi với thiện bạn hữu đó thì xin thưa quý vị chỉ có lợi thôi, chứ không có bao giờ lộ cả đó, mình tập vậy đó. Thì hồi đủ duyên lành là sao ạ? Tập vậy đó hết, cái từ từ đó phiền não, xin thưa quý vị, tham lam sân hận si mê của mình nè, nó giảm từ từ. Để giảm đến khi nào mà nó hết hoặc là gần hết thì mình trở thành bậc A-la-hàm giống Ngài. Hết thì là mình trở thành bậc A-la-hán giống Ngài. Thì khi đó nó mới được gọi là Pandita, tức là bậc thiền tri thức. Thì để trở thành bậc thiện trí thức đó là không phải nói cái là mình trở thành bậc thiện trí thức liền, hoặc là gì mình học năm ba câu năm ba chữ trở thành bậc thiện trí thức liền, xin thưa quý vị, không phải. Đây là phẩm Pandita. Phẩm Pandita là phẩm này nè, trình bày về các cái pháp tính của một bậc Pandita. Thì chúng ta thấy đó, để thành tựu được các cái pháp tính này đó là dễ hay khó? Khó vô cùng. Nhưng mà mình không có hành, mình không có thực tập theo thì làm sao mình có được các pháp tính này? Và khi không có các pháp tính này thì làm sao mình được gọi là bậc Pandita? Do đó là mình phải tập từ từ vậy đó. Phiền não ở trong mỗi chúng sinh giống như, ví như ha, là sinh ở ruộng ấy, sư thúc vậy. Khi mình đi xuống ruộng cái đó bắt đầu dính sinh. Đó. Sau khi mình chính sinh xong, mình đi lên đó là mình phải có một cái khoảng thời gian rất là dài để mà mình đi, đi bộ hay đi gì đó. Khi mà mình đi vậy đó, bắt đầu gió, do quá trình di chuyển đó, cái gió nó thổi vô nè, làm cho cái bùn sình đó nó rơi từ từ. Tu tập làm cho phiền não nó rơi từ từ cũng vậy đó, chứ không phải là một cái đùng cái đó là mình hết sạch phiền não liền đâu. Thành thử ra chúng ta mới thấy đó là gì, có nhiều vị đó trở thành A-la-hán nhất minh, tam minh, lục minh, rồi là tứ tuệ phân tích đó. Người ta phải tu đến có đôi khi là kiếp trái đất, là đại kiếp. Và kiếp trái đất là đại kiếp đó, thì chúng ta tưởng tượng đi, nó đâu có phải đó là ngắn ngủi. Trăm năm, ba trăm năm, hay là tỷ năm, năm ba tỷ năm đó, nó dài đằng đẵng. Thì một quá trình dài đằng đẵng vậy đó là để đủ cái thời gian cho các cái bùn sình đó nó rơi rớt ra. Thì thành ra mình tu đó là phải vậy, sao tu làm sao đó để thấy này, cái sự sân hận
của mình á, càng ngày càng giảm bớt đi. Tham lam của mình cũng càng ngày càng giảm bớt đi. À, sự ngu si dốt nát của mình cũng càng ngày càng giảm bớt đi. À, tà kiến cố chấp của mình á, định kiến đại loại vậy, càng ngày càng giảm bớt đi. À, thì khi đó mới xem như đó là mình có tu tập được, có thực hành theo lời dạy của Đức Phật. À, thì một khi đó mà mình đã có tu tập, có thực hành theo lời dạy của Đức Phật dạy đó, à, thì tối thiểu nhất ha, mình chưa trở thành thánh, tức là chưa có từ bỏ được các loại phiền não. À, phiền não mà nhẹ nhẹ, người ta nói nhẹ nhẹ chứ chúng tôi nghĩ đó kỳ thực là rất là nặng, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. À, đây là những loại phiền não nặng chứ không phải là nhẹ nhẹ đâu ha. À, nhưng mà vì đó, đây là những cái phiền não, à, khi từ bỏ được đó thì sẽ từ bỏ được các cái loại phiền não khó từ bỏ hơn. Dạ, khó từ bỏ hơn. À, thì xin thưa quý vị đó, khi mà từ bỏ được những cái phiền não này thì mình mới nhập vào dòng thánh được. À, nhưng mà bây giờ chưa từ bỏ được các cái loại phiền não đó, nhưng mà mình đang còn có cái cơ hội, cơ may được học giáo pháp của Đức Phật Gautama. À, thì thành ra là gì? Mình cũng phải có được một cái chút kết quả chi chi đó. À, thì cái kết quả chi chi đó là gì? Làm sao để mình từ bỏ được các cái ác nghiệp, à, ác nghiệp thô đó, tức là ác nghiệp mà nó nặng nặng đó. Thí dụ như là gì đó, sát sanh nè, à, thì mình cũng phải từ bỏ được. À, nói láo nè, à, nói cọc cằn nè, à, nói thêm mắm dặm muối nè, còn tám thì chắc chưa ha, cái đó cũng hơi khó. À, rồi phải từ bỏ được cái ý của mình đó, là tham ác. Tham ác tức là vơ vét rồi cho người ta chết thôi. Đó. Sân ác đó là sát hại người ta chết thôi. Tà kiến ác đó là đoạn kiến. Thì mình cũng phải làm sao đó từ bỏ được những cái đó. Và để từ bỏ được những cái đó thì xin thưa quý vị, buộc lòng đó cái tri kiến đầu óc của mình phải hiểu biết được về tính chất của nhân quả nghiệp báo. À, mình mà không có hiểu rõ ràng về tính chất nhân quả nghiệp báo thì xin thưa quý vị, khó để mà mình thu thúc gìn giữ cái thân hành của mình, để mà thu thúc gìn giữ cái khẩu hành của mình. À, mình không có hiểu rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai nè, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, thì làm sao mà mình gìn giữ cái miệng của mình, gìn giữ cái thân của mình không làm điều bất thiện được. À, mình phải biết cái đó. Thì biết cái đó đó, ai dạy cho tôi? Phật Gautama. Phật Gautama ngài dạy, rồi ngài ghi lại trong rồi được đệ tử của ngài ghi lại trong kinh sách. À, bây giờ chúng tôi đang gián tiếp trình bày lại cho quý vị lời Phật Gautama dạy. À, thì qua cái sự trình bày của các vị giảng sư, qua việc chúng ta đọc kinh sách đó, chúng ta hiểu nhận ra được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Từ cái chỗ đó đó, ha, mình, cái thân của mình đó, không có làm những điều bất thiện. Cái miệng của mình đó, không hoặc là giảm nói những lời bất thiện. Dần dần dẫn đến ha, cái chỗ mà mình hiểu rõ ràng là mình thực hành theo sâu sắc về tính nhân quả nghiệp báo này đó, xin thú gì? Dẫn đến từ bỏ được tham lam, sân hận, si mê. Dạ, thì khi mà mình từ bỏ được này, đến độ không còn đó, thì xin thưa quý vị, mình chỉ cần từ bỏ tà kiến với cấm thủ, hoài nghi. Đó thì là mình đã nhập vào được cái dòng thánh rồi. Đó thì nhập vào được dòng thánh đó, quý vị, nếu mà đạt đến tận trong cùng của dòng thánh là A-la-hán đó, thì lúc đó tám ngọn gió đời đó không còn xin gì.
Nhưng nếu mình chỉ gia nhập vào dòng thánh thôi thì xin thưa quý vị, tám ngọn gió đời đó còn không? Còn, nhưng mà là không đáng kể. Tại sao chúng tôi nói không có đáng kể? Vì rằng tám ngọn gió đời đó không khiến cho mình thay lòng đổi dạ, tám ngọn gió đời đó không khiến cho mình đã từ bỏ đi cái tâm tu của mình, không khiến cho mình đó là xoay chuyển, xoay ngược cái sở hành của mình. Xoay chuyển, xoay ngược cái sở hành của mình là sao? Sở hành của mình thiện, chuyển sang bất thiện, cái đó gọi là xoay chuyển, xoay hướng cái sở hành. Khi mình đã hiểu rõ được tính nhân quả nghiệp báo vậy đó ha, thì xin thưa quý vị, mình cũng giảm bớt đi ha cái sự chao động, rung động, xao xuyến bởi các cái ngọn gió đời này. Các ngọn gió đời này đó là ở đây cụ thể trong cái bài kinh này đó, Đức Thế Tôn ngài dạy có hai là nin đát và sàng sắc, là được khen và bị chê. Thì khen quý vị thích, xin thưa quý vị, chê mình có buồn không? Xin thưa quý vị, ai trả lời là thích, ai trả lời buồn cũng đều là trật quật. Khi trả lời vậy, điều đó có nghĩa đó là chưa thật sự đó, hiểu rõ lời phần ngày dạy lắm. Thích là gì? Là tham á. Mà không thích là gì? Là sân. Như vậy để đối phó với cái khen và chê đó, khiến cho bản thân của mình khởi lên tâm tham, khiến cho bản thân của mình khởi lên tâm sân đó, thì là của rối. Mình đang tạo ra nghiệp bất thiện. Đó, vậy có nghĩa là gì? Mình bị hai cái ngọn gió đó đó, nó xoay vần rồi đó, nó làm cho tâm sao động rồi đó. Vậy thì làm sao để hai cái ngọn gió này nè, nó không có bị lay động? Được khen thì theo quý vị, đây là quả lành hay là quả xấu ạ? Trước hết chúng tôi hỏi quý vị ha, được khen nè, đó là quả hay là nhân? Xin thưa là quả. Được khen là người ta khen bằng âm thanh vô cái lỗ tai của mình. Cái lỗ tai của mình nó bắt cảnh tâm nhĩ thức thọ xả, mà được khen là âm thanh tốt thì tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện phát sanh lên cho mình. Thành ra được khen mình hiểu đây là cái quả. Có cái quả lành này là dĩ nhiên mình đã tạo cái nhân lành, thì thành ra bây giờ mình mới hưởng được cái quả này. Bị chê, bị chê là bị chửi nè, mình hiểu rộng nó ra vậy. Thì cái cảnh mà người ta chửi mình, ta chê mình, sấm sét là tiếng đạn, đó là cảnh thân xấu. Nhĩ thức thọ xả quả bất thiện bắt cảnh đó, quả xin thưa quý vị, thì đó là cái quả, quả khổ. Mình hiểu rõ theo kiểu nhân quả vậy đó. Đó là xin thưa quý vị, khi đó tâm thiện nó sanh lên, nó tâm thiện mới nhận ra được tính chất nhân quả. Đó là hiểu sâu sắc hơn tí đó là người ta đâu có phải khen mình hoài, người ta đâu có phải chê mình hoài. Cái lời khen đó nó là gì? Âm thanh. Nó là sắc pháp. Thì nó sẽ phải bị cái gì? Mất đi. Đó là mình hiểu theo qua cái khía cạnh tam tướng. Mình hiểu như vậy đó thì bắt đầu là gì? Được lợi mất lợi nè. Tức là có của cải tài sản vật chất đó, hoặc là mất. Thì được đó. Là cũng do gì? Mình có nhiều của cải tài sản vật chất đó là do, nếu người tại gia cư sĩ là hai nhân: một là mình lao động, hai là nhân phước bố thí đời siêu kiếp trước, cho nên mình có đó. Còn mất đi là gì? Mất đi đó thì là do đời siêu kiếp trước mình ăn cướp trộm của người ta, thí dụ vậy. Nhân nào hiểu theo khía cạnh nhân quả vậy đó, xin thưa quý vị, bắt đầu là gì? Khi mà được thì mình không có ôm ấp bám víu vào, tự hào tự mãn về cái được đó. Đó mà mình hiểu được này nè là do cái nhân vậy đó, thì bắt đầu là gì? Cứ mình muốn có thì buộc lòng là mình phải tác động nhân, muốn có mình buộc lòng phải tác động nhân. Từ cái chỗ đó thì mình không có ôm cứ khư, mình muốn giữ. Phải thấy, phải hiểu theo cái khía cạnh vậy đó, thì xin thưa quý vị, tám cái ngọn gió đời này nè, bắt đầu đó là gì? Nó mới khống chế, không khống chế được mình.
À, nếu mà có trao động, có lao sao trao đảo thì dĩ nhiên đó là còn. Bởi sao à? À, quý vị không biết sao thôi, chứ bản thân của chúng tôi đó ngẫm nghĩ vậy nè, là vì do gì à, mình mới lội ruộng lội sình lên đi, thời gian ít quá thành ra buông sinh còn nhiều, do vậy đó mà cũng còn có chi phối. Nhưng mà là cái gì bị chi phối mà mình biết à, còn đỡ hơn là bị chi phối mà không có biết. À, quý vị tham khảo lại cái phần này ở cái bài kinh là tâm có cấu quế nhưng mà biết. Tâm có cấu quế à, thì nó đỡ hơn là tâm có cấu quế mà mình không biết. Đó thì xin thưa quý vị đó, tu là vậy đó, mình tập từ từ vậy đó. À, thì à, khi nào mà không còn tham lam sân hận si mê đó thì bắt đầu là lúc đó đó, thì những cái ngọn gió đời này nè nó mới không có xoay chuyển, nó không có làm chủ được mình. Đó thì khi đó mình sẽ trở thành là Pandita. Và ước mong tất cả chúng ta đều trở thành bậc Pandita trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 81 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. À, mong phước này hỗ trợ toàn thể quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo giảng pháp này xin đem hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng an vui tiến hóa. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 81 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho năm chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rum. Và kính dâng mít đến sư. Nam mô Bổn Thầy. Con kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn. Con xin đại diện chư tăng để chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng ạ. Tathalatha sukhita viruna buddhasa sanne aroga sukhita ho tasaha sabbe hinya tifi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sithiya chanagatha sikthamatu 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana che asom. Cầu mong cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh để chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya le wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le he ra cha ma cha na wa ca cha vi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sappana puta sutta pavan tu te chara bucha ye pi cha anda sampawa samseda chata athavo papatika
ni ya ni kang tham ma qua sang ba tiếp cha tề sắp về pi đục kha sa kha rồn tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu cha là sang phô hồ tu sa mắc go qua a kha ya cha hi ta ya cha âm hề ra kham tu sắp tham mô sắp về pi tham ma cha ri no vô thiềm sầm pa khu ni ya ma tham ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học pháp. Kính chào tạm biệt, tấm dân sinh xuống mít.